Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9, phái đoàn có đi Campuchia và đến đây là núi Kim Cương quý vị, và đến đây là điện hang Hàm Rồng. Mời quý vị cùng theo, cùng xem nghe quý vị, bữa nay đi được 3 xe 16 chỗ đây trong đoàn. Dạ đúng đây, nó có đi chung với Đệ Dũng. Còn đây là điện Hàm Rồng của núi Kim Cương. Nó hang điện hang Hàm Rồng của núi Kim Cương. Đây phơi đỏ 50 trả tiền Việt. Rồi 50 trả tiền Việt. Rồi mình muốn mua. Rồi ai mua? Đó, cái này mua bông để cúng, mua bông cúng mua để cho thằng em cho hàng. Cho mình trả tiền lại. Không có ai trả tiền đi. Của ai nấy trả nha. Rồi ai mua tiền cam thì có quý vị nào mua không giúp chị ơi. Ai có tiền cam thì mua tiền cam. Tiền Việt. Tiền Việt nha, 50 ngàn tiền Việt nha. Cái gì 50 ngàn bó hả? Một bó với nhang đèn đèn cày đồ đầy đủ. Có này luôn nè. Ừ. Con không chịu thôi. Ừ vậy đó. Bông con ăn. Ừ giống vậy đó. Đây đó. Ta đưa tiền Việt luôn. Không thì thôi. Anh hai có anh hai có chú Tư luôn, anh hai Trung. Rồi anh Tam ơi đi trước theo lừa dẫn chú Tư Giang đây. Rồi mời mọi người vô hang cái gì ơi. À đâu rồi, mời mấy cô luôn, mấy cô ơi vô hang. Đây là mùng ba tháng 9. Dạ. Sao máy em không có mạng vậy? Dạ. Không, mở mạng lên. Tôi mở ra 3G. Cái đất wifi mà. Kéo lên ra. Cái này wifi. Cái này wifi nè. Ừ. Rồi cái đoàn của mình đi theo đoàn này có tắt không bữa tắt. Rồi giờ mở lên coi. Rồi các chú, các cô. Rồi đây là. Dạ xin chào chú. Dạ chú nhiều sức khỏe. Mọi người nhiều sức khỏe. Ai mua bông qua thì mình mua vô cúng Phật. Dạ xin chào 5 nè, giờ nè. Yếu nè. Cái số của tôi lần này mạnh bình thường mà. Rồi mời mọi người vô trong hang Hàm Rồng quý vị ơi. Đây, mời mọi người vô hang Hàm Rồng quý vị ơi, đoàn bắt đầu đi vô hang Hàm Rồng. Này. Lạ. Dạ. Dạ cái này cũng như núi đá núi voi gì đó chứ. Ở ngoài Quảng Ninh của mình vậy đó. Dạ, thanh kim cương này nè. Đây những ngôi thờ. Mình mấy cái tượng đó thì mình chỉnh lễ thôi bà con ơi. Rồi mình vô tới tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào niết bàn đó mình tập trung mình cúng tập thể. Còn các vị khác thì mình chỉ chỉnh lễ là được rồi, cùng nhau đi. Rồi dẫn cao không quay đi dẫn ơi. Rồi đây cả đoàn đi. Dạ, đi dài vô. Đây là cả đoàn vô hang Kim Cương. Hang hang Hàm Rồng, núi Kim Cương. Cái thiệu cũng sai nữa. Mỗi một tượng là chỉ chỉnh lễ ba xá thôi, rồi mình đi tiến thẳng vào bên trong mình cúng tập thể. Bà con mình đừng có để bị dồn cục nha. Chỉnh lễ ba xá rồi đi tiếp. Bên đó tự ánh sáng của trời đất cho. Không có ai có quẹt đúc cái đèn cày lên. Dạ vô trong đi cô, vô trong đi. Đây mà mọi người vô điện hang Hàm Rồng của nước Campuchia. Cambodia.
Dạ. Đi từ từ nha chú. Bước xuống chú đó, bước xuống dớ, ông bay lên trên đó ông chơi. Rồi đi đi mấy cô ơi. Xoa hàng vô bà con. Dọn với giò mấy cô ơi. Tuổi trẻ không được chen lắm mấy người già nha. Rồi mọi người vô trong. Xoa hàng vô người ta đi ra, mình đi vô nó đủ. Để từ từ. Dạ từ từ ra. Đây vào chung vô hang rồi mới ra đây nha quý vị. Ở nơi đây thì cái phong cảnh nó cũng giống như núi Mao So của Việt Nam mình vậy đó quý vị. Đây quý nhớ là cái quá nhiều rồi sáu bớt. Là quý vị mình thấy là rồng quậy ra một cái phẳng trống chính giữa núi để giống như chẻ núi để tu tập. Trong khi mà chẻ núi tu tập đó là phá khu vực này ra. Nhưng mà ở bên dưới đó là có những cái chiếc hang, hang đó để làm cái ngách. Trong khi có một cái vị mà tướng nào phép thuật cao đó để đi bắt rồng để về đó là làm thuốc rồi đó, thì lúc này đó là rồng có lối thoát quý vị. Cho nên cái đường lúc nãy chúng ta đi vô nhưng mà sau đó có một cái ngách thoát của rồng, nhưng mà ở bên đây đó là nó có bốn lối thoát của rồng. Cho nên đó là ở khu vực này là một cái động mà rồng tu tập. Vì thế cho nên nếu mà cái người ở Việt Nam chúng ta qua đây nhưng mà chúng ta không biết được cái điểm này thì nó tiếc cho một cái chuyến đi. Nhưng mà đoàn của chúng ta đi qua bên đây được giếng cái điểm này là chúng ta rất là đầy đủ nhân viên, chúng ta rất là may mắn. Như vậy thì do ai mà chúng ta biết cái điểm này thì do tu sĩ Quốc Dũng. Mời quý vị ủng hộ cho trưởng đoàn chàng pháp tay. Thưa quý vị, ở nơi đây đó đây là điện hai hồng đồng của rồng. Có nghe anh hai kể chuyện quý vị. Ở đó đó khi mà rồng bay được thì mới phá lên cái bức tường bên trên. Lúc đó chỉ quậy cái động thôi quý vị. Nhưng mà tới rồng dùng phép thuật được đó là rồng mới phá lên trên, mới có cái nóc. Chỗ lên cái nóc lên trên. Cho nên ở đây là xung quanh nó là trên dưới một công đất là đá không à. Nhưng mà rồng quậy một cái vùng ở nơi đây để tu tập. Tu tập khi mà rồng mà biến quá bay được đó thì rồng tung lên. Ở đây là không còn cái nóc nữa. Vì thế cho nên đó là chúng ta đi đây là chúng ta nhận định ở nơi đây rất là đẹp. Ở đây là gọi là kỳ tích. Kỳ tích. Nếu mà chúng ta bên đó là đất nước Việt Nam chúng ta qua đây là chúng ta nhận định ở nơi đây là phải nói là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta dùng máy là ghi âm quay phim lại là chúng ta thấy là những cái tảng đá nhô lên rất là đẹp, chứ không phải như những cái điểm giếng khác mà chúng ta lọt là nơi đây rồi. Đoàn mình vô hết rồi chưa Đào Dũng ạ? Bắt đầu mình tập trung mình cúng để cầu nguyện ở nơi đây. Rồi cho ta đem nhang đèn vô đó đi. Rồi bây giờ quý vị mình tập trung ở ngoài và bên trong. Những người đại diện bên trong và những người đứng ngoài để rồi chúng ta cúng tập thể cho đoàn. Đây những thạch nhũ của điện Hàm Rồng đây, có thờ Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị. Đây. Động ở đây còn gọi là hang rồng hay là động rồng. Dạ. Đây nè, hang động dưới đây. Có nước ở dưới đây luôn quý vị. Na của Campuchia. Đây có thờ Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái này cũng như núi đa thờ kim cương thạch nhũ, cũng giống như ở Phong Nha Cái Bàn của mình quý vị. Yeah.
tấm lòng thành gian chân chớ khiết đức từ bi tiếp dẫn linh hồn nén hương nguyện cầu với Phật Tôn ban phước huệ cứu nàng dương thế. Trong khi chúng ta cầu an cho thế giới chúng sanh nhân loại, cộng đồng xã hội, cho tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta, và xong vào đó chúng ta có cầu an cho mấy bệnh nhân có tên sau đây mà mong quý vị mình quan hệ. Đây cũng này cho đúng màn hình nó giật to giật to đúng rồi. Dạ nó đọc rõ vậy là cho nén hình lại. Đúng rồi, nó không to. Rồi, giờ đây mời quý vị trên tay có một nén hương hòa với tâm hương để cầu đến mười phương chư Phật. Mời tất cả quý vị bỏ hết muôn duyên bên ngoài, hướng về Tam Bảo Phật Đài đồng thành cảnh xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay như lên trán, những đại diện quỳ bên trong. Thành tâm khấn nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bãi Núi và chư vị Sơn Thần ở Hang Rồng. Hôm nay tất cả chúng con từ Việt Nam sang vương quốc Campuchia, giếng núi Tà Lơn, ghé động rồng để rồi thi lễ, mong Sơn Thần ở nơi đây cảm ứng chứng minh. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho mười phương pháp giới chúng sanh trong ba cõi sáu đường âm siêu dương thới, thế giới hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam và vương quốc Campuchia được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Cầu nguyện cho phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chúng con lỡ lầm tay sát hại, vô tình hay cố ý, lời khẳng nguyện nếu có ai thấy nghe đồng phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh về Phật quốc. Chúng con xin thành tâm cầu an về bổ quyến gia đình chúng con được vui vẻ mạnh lành, từ đầu năm đến cuối năm chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho các đoàn cũng như đoàn chúng con khi đi giải hết nghiệp chướng quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, về nhà kết duyên lành cùng Đức Phật. Nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Chúng con xin thành tâm cầu an cho các bệnh nhân có tên sau đây. Ông Dương Văn Hợi, 76 tuổi, đang lâm cơn trọng bệnh. Trần Văn Đoàn. Trần Văn Đoàn. Trần Văn Chánh. Trần Văn Chánh. Trần Thị Thu Pháp danh Diệu Nhẫn. À, Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương. Cầu an. Cầu an. Nay chúng con thành tâm cầu an cho các bệnh nhân, nhờ ơn Đức Phật và chư vị các ngài đồng từ bi gia hộ, thuốc thang mau lành bệnh, giải hết nghiệp chướng quả căn và tỉnh tâm niệm Phật chúng ta xá. Cầu nguyện luôn hả? Cầu tiếp theo chúng ta cầu nguyện bà Nguyễn Thị Hai, bên nhóm Mạnh Thường Quân, cháu Khoa, cháu Hòa. Cháu Khoa, cháu Hòa. Nguyễn Thị Nhiễu, Nguyễn 82 tuổi. Ông Trần Văn Đời, ông Trần Văn Đời, 72 tuổi. Bà Chính Phạm Thị Khôn. Phạm Thị Khôn. Bà
Ngô Thị Chính, 74 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta xá bốn xá thay bốn lại. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Xá Đức Phật chánh giữa, hai vị đại Bồ Tát hai bên chánh giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật. Xá bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Xá bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và xá ba xá lễ tắc viên mãn nơi đây. Và mời gom hương để thượng hương. Thưa quý vị, chúng ta viếng ở đây, chúng ta chỉ cúng tập thể cho đoàn xong. Mời quý vị mình tiếp theo chúng ta đi vào bên trong. Hướng về bên trái có nơi thờ tượng Buddha. Thượng hương đạo Buddha đó, bây giờ hương bên Buddha này. Đây đây đây, cái nấm nấm nhà của em gái đó đó. Thì thưa quý vị, lại thánh tượng của ngài Cử Đa. Đây là tôn tượng của Đức Cử Đa. Và Đức Cử Đa là người ở quê ở miền Trung, ở Việt Nam chúng ta. Khi mà được Đức Phật thầy Tây An khai thị, khi mà thầy Tây An khai thị cho ông qua đây, ông tu bên đây, khi mà tu chứng đạo chúng ta lên rồi giải thoát bước vô chương độ chúng. Người Dương Quốc Campuchia người ta kêu bằng ông Phật tại thế, chứ không phải kêu ông tiên giống như trong sách giảng của thầy mô tả. Vậy thì ở đây đó là quý vị biết là ông Cử Đa khi ông chứng đạo Ngọc Thanh Tiên Trưởng xong rồi, ông cầm một cái ấm và một cái cây gậy trên tay ông hiện bây giờ vẫn còn. Cho nên người dân ở Dương Quốc Campuchia người ta thường tạc tượng của cụ ông để thờ. Thì trong đó có cầm một cái cây gậy và cây ấm để rồi sắc thuốc và trị bệnh. Khi mà trị bệnh tà đó quý vị, ông chỉ cầm một cây gậy, ông quạ ba vòng, ông chỉ vô một cái thì tự nhiên là có tà có bệnh gì là cũng tan biến. Và ông lấy cái ấm đó ông sắc thuốc, mà ông sắc bằng cái quyền di cách nào đó là cái ấm thuốc, ông lúc nào muốn nóng là nóng, muốn lạnh là lạnh, muốn ấm là ấm. Vì thế cho nên rót ra cho người Dương Quốc Campuchia uống, cho nên người ta kêu bằng ông Phật tại thế. Mà quý vị mình đó là đây là tổ tiên của đất nước Việt Nam của chúng ta để qua đây tu chứng đạo ở nơi đó là núi Tà Lơn, linh thiêng hùng vĩ mà chút nữa chúng ta đến thì ở đây có tượng của Đức Cử Đa. Mà quý vị mình hướng về Đức Cử Đa để là chúng ta lễ bái. Mời tất cả quý vị thân trang nghiêm tâm hợp nhất, gác bỏ hết muôn duyên bên ngoài, hướng về con tượng của Cử Đa. Có hương nhanh lên. Cắm hết một bó nhang đó lên luôn đi. Cắm hết khỏi đưa, cắm hết cái bó nhang. Không, đưa hết bó nhang đi để người có người không. Rồi cắm lên đi. Có đầy đủ rồi còn bó nữa. Cho lượng cây đi. Phát đi. Có lượng cây. Rồi anh lít thôi, đem lại đây anh lít thôi. Chà. Cái không sao. Từ từ. Rồi phát đi, phát làm sao vậy đi, đưa nhúm 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 vậy đó, chia ra đầy phát cho một kiến đựng gấp lên ngay thôi. Còn có hồi lúc nãy là không có đúc nhang. Sao tại vì ảnh là không có thấy mình đúc nhang á. Quýnh ơi, cho mua một cái hộp quẹt á. Cho chị cái hộp đem một quẹt nè. Hộp quẹt nè. Rồi ở đây thì để Dũng sẽ sứ ngôn cúng giúp tôn tượng của Đức Cử Đa. Mình cây nhang dưới rồi chú ạ. Dạ, có. Dư nhang ra đi quý vị ơi. Đây phát trong này nữa nè đây. Chia nhúm 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 ra phát nó nhanh, chứ mình chia từ cây nó lâu lắm, đặng cho người ta chia tiếp mình. Rồi chia chia hết luôn đi, chia hết được một lượng luôn đi, cầm luôn đi. Có đốt nữa. Rồi đưa đây. Rồi còn ai chưa có, đưa tay lên. Cho xin cây nhang. Dạ rồi xong chưa? Có nhang chưa? Đủ chưa? Còn ai chưa có nhang nữa. Ai chưa có nhang giơ tay lên. Rồi có điều hết rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa các đấng thiêng liêng, thần linh sở tại ở núi Kim Cương, hang Hầm Rồng, và trong đoàn chúng con
được đến núi này và được đến hang Hàm Rồng, xin thành tâm làm lễ trước thánh tượng của Ngài Cử Đa. Mời toàn thể giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, hướng tâm về thánh tượng của Ngài, cũng như đại diện cho Tam Bảo Phật Đài đồng kỉnh ba xá. Mời chấp hương đưa lên tráng nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Tụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cùng Chư Vị ở núi Kim Cương, hang Hầm Rồng, cũng như thánh tượng Ngài Cử Đa, chứng minh tấm lòng tất cả trong đoàn chúng con thành tâm nguyện cầu cho quốc thế dân an, bá tánh được an cư lạc nghiệp, cầu nguyện cho thế giới cũng như đất nước Việt Nam mãi mãi không còn chiến tranh, không còn bệnh dịch hoành hành, trả lại sự bình an cho nhân loại. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho gia đình Bụi Quyến được trên thuận dưới hòa, cơm no áo ấm, phát triển kinh tế lẫn tinh thần. Cầu nguyện cho phái đoàn chúng con bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi trong chuyến đi lễ bái đảnh lễ các ngài ở núi non cũng như hang Hầm Rồng ở đây. Và nay phái đoàn chúng con xin thành tâm cầu an cho các đồng đạo có tên Dương Văn Hợi, 76 tuổi, 76 tuổi, Trần Văn Đoàn, Trần Văn Chánh, Trần Thị Thu, Pháp Danh Diệu Nhẫn, Nguyễn Thị Hương. Nhờ ơn các ngài gia hộ cho bệnh nhân trị thuốc mau lành bệnh, giải hết quả căn, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi và tĩnh tâm niệm Phật. Nay phái đoàn chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho các đồng đạo bà Nguyễn Thị Hai bên nhóm Mạnh Thường Quân cháu Khoa cháu Hòa, Nguyễn Thị Nhiễu 82 tuổi, ông Trần Văn Đời 72 tuổi, bà Chính Phạm Thị Khôn, bà Ngô Thị Chính 74 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, thống nhất xá bốn xá, thay cho bốn lại. Mời xá ba xá chánh giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Mời thống nhất thu hương. Ai cúng bông hoa trên thánh tượng của Ngài Cử Đa thì xin đem lên. Nam mô A Di Đà Phật. Bấm nút đỏ. Đây chính là chỗ này. Còn mấy giây. Rồi, rồi quý vị mình cứ tiếp tục vô. Dài dài trong ngày thì mình chỉ kính lễ, quý vị không đứng lại cúng. Mình dạ, đánh lễ thôi. Dạ. Tôn trọng thì chúng ta chỉ kính lễ. Rồi mời quý vị đi theo nhau tiếp tục. Đi chị ba ơi. Rồi, mời quý vị đi tiếp tục vô hàng. Hang Rồng. Đi vô. Thì quý vị biết là người ta chọn ở đây rất là sạch sẽ để công chúng ở đây. Quý vị nào mà muốn cũng thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha quý vị. Ở đây hồi xưa thiệt là xưa là có rồng ở đây để tu luyện á quý vị, cũng như giống như những cái ẩn cư của tu của Việt Nam mình lên núi Tà Lơn để ẩn cư tu lâu ngày đắc đạo thì rồng cũng vậy thôi. Cúng dường vô trong cái dĩa này quý vị, giáo viên các vị ở đây. Ở đây là tượng trưng cho tượng của dì Mao. Dì Mao bên trong kia cái bằng dì Mao mà ở bên Việt Nam chúng ta kêu bà Đen.
Đây cũng có thời dì Mao nữa nè quý vị. Dì Mao. Việt Nam Mao ở nước Campuchia. Còn Việt Nam chúng ta kêu bằng bà đen. Bà đen không có tiền nên không phải ông chú. Dạ dạ dạ. Dạ, bên Việt Nam mình kêu bằng bà đen ở. Cái này là bà gì vậy? Dì Mao. Dì Mao của người Campuchia đó. Cũng như giống mệnh mình tơ tôn thờ bà đen hay gì đó. Ngày mở quý vị mình có dựng ngày mở đi lại quý vị mình bấm bấm cho đó là sáng căn ở đây này là sáng tối đúng không? Còn đèn ra ta đây nè. Cho sự sáng đi giếng có trang nghiêm và trong đó có vệ sinh. Cái này là đèn lắm. Để thế cho nên nó là quý vị mình còn sáng tối là gõ đây nè. Gieo những cúc giường vô những dĩa để cho người ta cũng là qua tối mình gõ lại cho nó sáng tối. Ở nơi đây tiếp tục là dọn dẹp sạch sẽ để cho có cái sáng chưa và vệ sinh. Rồi quý vị mình có giao viên cúng dường vô thì ủng hộ vô quý vị ơi. Nắng này lên sáng tối. Cái này là ở đây cũng giống như động phân nha các bạn của mình vậy đó quý vị. Đây người ta làm cầu cho mình đi nè. Đó, có những cái thạch nhũ đó quý vị, cũng giống như ở phong nha cái bàn của Việt Nam mình vậy đó. Đây gọi là đá kim cương. Dạ, có nghĩa là Quảng Bình. Dạ. Nè, vô tối nè, mình tự gõ nó sáng nè nè. Ở trong này chúng ta nên cầm những chiếc điện thoại để quay. Em gõ vô đó là nó sẽ đổi hình nè. Nhưng mà cái hình cũng như là buông ra nè. Nói vậy đó, tại mà cái màn hình của em có máy em lấy á. Nè, máy của người ta nè. Qua bên tay trái. À, từ cái máy. À, chúng ta bước vào đi lại đây. Đây là hang ếch cô rồng, nơi thoát thân cô rồng. Bên tay phải luôn. Đó, qua đó. Có đi chỗ ra ngoài hết hả anh hai? Đây chỗ ra ngoài. Dạ, còn bên đây cũng chỗ ra ngoài hay gì? Nghĩa là giới thiệu nãy là ba cái ngách đó. Dạ, ba cái ngách để mà rồng đều đi ra ngoài đều được hết. Đây. Bên đây cũng vậy. Đó. Dạ bên nào cũng được, đi bên nào cũng được, bên nào cũng ra hết. Đây là cái cánh cổ ra. Nó mọi người chung ra. Tối quá em gõ đèn lát. Gõ đèn lát vô nó sáng luôn à? Vâng. Dạ. Thử đi, quay qua đây nè. Quay vô tối đó gõ đèn lát ra, nó sẽ sáng. Gõ vô đây, gõ vô. Sáng không? Ừ, đó. Nó có nhiều cách. Rồi, mời mấy cô đi qua đây nè, mấy cô à. Chưa gặp, gõ gì bên đây. Em phải hỏi trước khi mình quay. Đi ra đường cũ chứ. Dạ, qua đường khác rồi cô. Nhưng mà ở bên đây người ta có sự quê tính. Ta đốt giấy tiền. Phía dòng rồng hang ách da đó quý vị. Đẹp lắm. Nó cũng giống như ở mình núi Mo So bên Việt Nam mình vậy quý vị. Nó đẹp hơn và nó khác lạ hơn. Dạ nó khác lạ mà. Dạ. Dạ. Cái so nước không? Đi so nhỏ nữa. Bên đây là những cái kiểu cái cách thờ của cái người bên nước Cam nè quý vị. Ở đây là nơi thờ một vị thần tám mặt. Vị đây thần này thờ bảo vệ bắt chánh đạo. Sao có cúp bế này hả? Nhưng mà ở đây người ta bị mê tín á. Người ta mới cúng xe, cúng nhà, cúng phải để mong là vị thần này sẽ gia hộ cho người ta làm ăn. Có nhà lầu, có xe hơi, có tất cả dụng cụ. Đó là cái sự mê tín của người Cam. Chúng ta không thể nào xen lẫn ở cái ý đó, nhưng mà chúng ta gặp vị thần tám mặt này để bảo vệ cho bách chánh đạo thì chúng ta kính lễ hay là chúng ta cầu nguyện cá nhân gì đó là riêng chúng ta, ở đây không hướng dẫn chúng tập thể quý vị mà tự do lễ bái. Quay quạt chậm chậm gì tắt hoài á.
Không, chút nữa mình không đi dài ra thì nó tới trưa lắm. Nếu mà đi hết này cũng tới trưa, mà đi hết này cũng tới trưa, nhưng mà mình chỉ đi lỡ cái đường cũ của mình đi ra rất là nhanh đặng đi núi Tà Lơn. Một lần nữa xin giới thiệu với những người vừa tới sau, ở đây là một vị thần tám mặt, là có tám màu. Các vị thần này có một cái bổ nguyện để là chung một cái thân là tôn trọng những người tu theo Bát Chánh Đạo. Nhưng mà ở đây người ta quá tôn kính, người ta mới là các lò nhà lầu xá hướng lầu kho đó xe cộ nơi đây để cúng dường cho một vị Phật này, một vị ủng hộ Bát Chánh Đạo này, để người ta mong là người ta có nhà lầu xe hơi giống như vậy, thì mình tới đây mình kính lễ cũng được, ha, mình cúng dường gieo duyên cũng được. Xong chưa quý vị? Mình xong rồi, bắt đầu tự kính lễ cầu nguyện cái gì đó riêng cá nhân của mình. Tiền kìa, nó hí nhiêu nhiêu à, cái gì này, cảm ơn là cái gì? Ốc cha mà lấy người cho ốc cha đi. Sư con, ốc con đây. Đôi kim cương nói gì? Gì? Đi vòng vòng đây, nó kim cương của nước bạn Campuchia hay còn gọi là Cambodia. Nó cũng giống như núi ở Monso của Việt Nam mình vậy. Nó cũng có cái ở chánh giữa, nó cũng có khoảng trống vậy đó. Nhưng mà bên đây thì cái sự tích gọi là rồng tu ngày xưa, còn bên đây thì bên Việt Nam mà thì đặt đó là núi Monso. Nhưng mà thời nhiều năm nhiều tháng thì cái đây ở đây cũng như là đá nó cũng dựng giống như bên Monso mình như vậy. Đây cảnh núi rất là đẹp. Đây đoàn đang đi viếng ở hầm rồng đây. Ăn ra chỗ đây gọi ta gọi là, ở đây thì ta gọi là hang ếch của rồng. Dạ, mấy cô thấy lạ không? Bên Việt Nam mình không, mấy cô? Dạ, nó cũng giống tự tự Mo So, núi Mo So có gì bên Hà Tiên mình. Dạ. Dạ đúng rồi. Lên Tà Lơn còn đẹp nữa. Dạ. Này mới đi có cảnh một. Dạ đúng rồi. Cái này gọi là núi, bên đây gọi là núi Kim Cương. Dạ. Sao mấy ông nói không phải núi Kim Cương? À, cái này là Kim Cương, núi Kim Cương nhưng mà động hàm rồng, hang rồng. Nha. Có hỏi không? Có hỏi khăn này dương cái không mà em? Đó là những gian hàng 60.000 cái khăn này quý vị. Cái này nè, khăn này nè. 60.000 cái đó, cái khăn này là tiếng tiền Việt cả 100.000. Này cái con này. Cô đây nè. Tiền Việt kìa, diễn có gì? 60.000 kia. Năm nãy rồi, nó là 50.000. 60.000. Ủa, sao? 60 tiền ghia phải không? Cái này tiền ghia phải không? Tiền ghia là cái Việt. Chị nói tiền Việt không, tiền ghia. Ủa, 60 tiền ghia mùi mơ ở đây, tiền Việt Nam. Việt Nam mấy? 60 hả? Sao mùi mơ cái này anh đi tay má là 60.000 được mà này. Mùi năng là một tấm này phải không? Mùi năng ạ. Vậy là một tấm này đấy. Dạ đấy, vậy là được, khăn này mua được. Năng ai mùi là bao nhiêu tiền? 70.000 rồi. Ai có tem tiền không? Này có 10.000 là 10.000 là tính ra là 60 mấy ngàn. 70.000 từ mình đó. Rồi nhưng mà tôi cho mượn nè, hai mua rồi. Nếu mà không có tiền ấy thì tôi cho mượn nè. Lấy tiền Việt không? Ủa, mua thì ấy thì trả đi, sao không ấy? Mua đi có tiền. Có tiền đem lại trả. Đây là 60.000, nãy bên nó 60.000 tiền Việt. 10.000 ha. 10.000 phải không? 10.000 tiền cam. Rồi 10.000 tiền cam. Chứ qua mình đổi 200.000 ba tấm đó. Dạ. 10.000 đó. Nè. Cái khăn này chính bản thân mình đưa. Nâng ai thầy ơi, mười mơn. Nâng ai cái này bao nhiêu tiền vậy?
Đây. Cái này như tượng. Cái người ốm mà mình vừa. Cái này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu ký mặt vừa ạ? Nhiều. Nó ổng là hỏi ổng. Nè chủ quán nè hỏi. Để xuống đi. Để xuống đi. Cuối cùng cái này là mì mơ đi tận lên thôi cái này không biết mặt thêm con giá thấy mà giá vàng cũng tìm lợi gì tìm chùm dừa tiếp thị sản phẩm lớn tuổi mềm màu này đó chạy đi mình đi nước ngoài gì có mấy chục ngàn vậy cái gì vậy đó là cái mặt ông á là khoảng chừng 6 mấy ngàn từng vẹt không mà đưa không có tiền thì tôi cho mượn dụ gì á anh nói bao lâu để nhiêu cơ rồi anh đi giờ thôi không là 200 ngàn lại nói đi nghe nhiêu cái tượng đó nhiêu ạ 200 ngàn 140 hả mời mấy cô trở lại hang động để mình trở ra cửa quý vị ơi. Phải có thời gian mình đi siêu tầm cái hang này là thôi giống cái hang mà dạ hang núi Ma So cá sấu rồi đó nó cũng giống giống vậy như có nghĩa là cái này nó cũng trầm tích đúng rồi nó nghĩa là nó trầm tích nhiều năm ở dưới và biển á giờ cái nó đây nè nó có gió lồng vô gì cũng giống như ở bên Hà Tiên không núi Môi So đó gió biển nó lồng vô. Rồi vô mấy cô ơi. Hello. Chào cả nhà thân yêu. Rồi cảm ơn cả nhà giác ủng hộ YouTube của anh Bùi Văn Dưỡng Phật giáo Hòa Hảo. Đồng đạo phải không? Bùi Văn Dưỡng Phật giáo Hòa Hảo. Cả nhà phải livestream nhiều nha. Ọt la vô. Ủng hộ. Rồi cảm ơn Thập Phu Kha. Quá trời. Quá lành. Kha đi vô mà mình đi ra. Điều hàng chở ra các
Đây là bên đây là hang động nè quý vị. Mọi người chớ ra cầu để cho bà con nó dễ đi. Ở đây người ta cũng có sờ phờ đức cư đao vậy. Rồi quý vị nào có giao duyên với ông cử đa, có người ở đó hương khói đó, thì giao duyên ở đó là cái người đó được hưởng. Ai có giao duyên chỗ đó thì quý vị vô giao duyên. Ủa ta cái đó có đường đi lên hả anh hai? Ở đây chỉ đi lên cái động này, lên động này một chút mình mới được hết. Chưa, cái này là còn ở dưới đây chưa có lên núi. Đây là đường đi lên động nè quý vị. Bên động hồi xưa có người Việt của chúng ta lên trên đó tu tập, nhưng mà trên đó khoảng chừng 7 thước à. Vô trong đó có khoảng trống chừng 7 thước à. Ẩn tu chỗ anh hai. Trong này nhưng bây giờ chắc cũng không có cho ở đây quá. Bây giờ người Việt mình không còn tu ở đó nữa, trở về Việt rồi. Đây chợ ra, chợ ra đò hàng. Trời đây quá tối rồi quý vị ơi. Mở đèn lát mà sao nó vẫn thấy tối. Hay chở ra khỏi miệng hang. Đi qua đó cũng được mà mình đi bên đây cũng được. Đẹp quá ha. Đây là hang hang rộng. Đoàn mình là lúc này giếng hang hàm rồng xong rồi gì, đây chuẩn bị qua chợ Campos để mình ở giếng ở đó nghỉ ngơi một lát, rồi mình sẽ ba xe mình sẽ đi lên núi Tà Lơn quý vị. Đây mọi người đang đang giếng hang hàm rồng xong. Ở đây cũng giống như Mo So của Hà Tiên mình quý vị. Đây. Cái mình lên kia để không? Đi qua trước.
Đủ chưa? Thôi có tiền lẻ không anh? Anh hai anh đổi để đây của Bé Dưỡng đi lại xe này quý vị. Đây. À, mấy cô chuẩn bị lên xe, đừng đi qua bên bên chợ Campos nữa quý vị. Hello, hello cô. Nào giờ tôi mới đi đây lần đầu tiên nữa đó. Ừ. Nào chưa đi đây. Rồi đủ xe mình đủ chưa quý vị? Chưa, chưa. Dạ, còn đợi ai nữa cô? Rồi chưa nè quý vị ơi, tranh thủ. Ở đây bà con bên dân Campuchia người ta cũng đi lai rai quý vị. Rồi với dân Việt của mình cũng có thừa đi qua đây tham quan. Rồi mời tới đây viếng hầm rồng xong chào tất cả mọi người. Hẹn đi qua bên bên núi Tà Lơn nha quý vị. Mình tham quan mình qua bên Trung Tòa và 500 vị Phật nha quý vị. Rồi tấm chào tất cả mọi người.